Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Tân Uyên chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày rét đậm rét hại. Lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới nâng cao cảnh giác phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 19 tháng 1, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Sở Y tế tổ chức. Năm 2020, ngành y tế đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh chỉ đạo, là gần 84% số xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tổng số bác sĩ đạt 12,06 bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ giường bệnh đạt hơn 33,4 giường bệnh trên 1 vạn dân. Trong năm qua, tại các đơn vị y tế trong tỉnh đã có trên 1,1 triệu lượt người đến khám bệnh, gần 75.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và bệnh nhân điều trị ngoại trú đạt gần 86% tổng số người đến khám. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, triệt để theo đúng các quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng chống dịch, kịp thời xây dựng kế hoạch lâu dài cho phát triển ngành y tế trong thời gian tới, thực hiện tốt công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền trong việc rà soát, kiện toàn lại các ban chỉ đạo để đảm bảo công tác y tế tại cơ sở được thực hiện hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, quan tâm công tác dân số trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác quản lý dược và trang thiết bị y tế, an ninh y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, thay đổi thái độ, phong cách phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng ngày 19 tháng 1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020, đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh dự hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ giai đoạn 2014-2020 và đề án 500 tri thức trẻ, các bộ ngành địa phương đã chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đối với thanh niên trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã từng bước được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tại tỉnh Lai Châu, thực hiện đề án 500 tri thức trẻ, tỉnh tiếp nhận tổng số 104 hồ sơ và đã tuyển chọn 15 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề án. Qua hơn 5 năm thực hiện nhiệm vụ, các đội viên đề án 500 tri thức trẻ đã khắc phục những khó khăn, hòa nhập với môi trường văn hóa, phong tục tập quán của người địa phương, chủ động triển khai các đề án, mô hình phát triển kinh tế nông thôn, đem lại hiệu quả và được nhân rộng tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện các mô hình thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, tích cực rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên,
Trên cơ sở đó, đề xuất có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp với luật thanh niên. Về đề án 500 trí thức trẻ, đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có chính sách ưu tiên, tuyển dụng đối với đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chiều ngày 19 tháng 1, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai công tác năm 2021, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020, công tác hội và phong trào thanh niên đạt 9 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện, thành phố tổ chức hướng nghiệp cho hơn 1.300 thanh niên, hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên tình nguyện hiến 1.000 đơn vị máu, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 71% và phát triển 3.000 hội viên mới. Từ đó nổi bật lên các phong trào như Tuổi trẻ Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới, chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên Lai Châu tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên với văn hóa giao thông. Tiếp nối những thành quả đạt được trong năm 2021 với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đề ra 12 chỉ tiêu trong công tác hội và phong trào thanh niên. Theo đó, tổ chức hướng nghiệp cho 12.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên, hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tăng cường các hoạt động thực hiện chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, với trọng tâm ưu tiên về phòng chống xâm hại trẻ em, tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hội đã phối hợp tổ chức 114 hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đối thoại và tư vấn để cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cho hơn 5.700 lượt người. Phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khảo sát hơn 300 hộ gia đình về quyền ra quyết định của phụ nữ trong gia đình. Tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 10. Đồng thời, tổ chức 6 cuộc hướng dẫn sinh hoạt nhóm cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi cho 224 cán bộ hội, tình nguyện viên tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và Nậm Nhùn. Thông qua các hoạt động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ hội viên phụ nữ, phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, hỗ trợ gắn kết hướng tới một môi trường sống lành mạnh, an toàn hơn đối với phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo huy động vốn với lãi suất cao, bất thường. Bên cạnh đó thì chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay và các dịch vụ ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với ông Đào Công Giang, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu ngày hôm nay. Thưa đồng chí, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã có những giải pháp gì để chung tay ngăn chặn phòng chống nạn tín dụng đen trên địa bàn và hiệu quả đến thời điểm này ra sao? Vâng, để triển khai chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 1178 ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kế hoạch số 1371 của Ủy ban Nhân tỉnh ngày 16 tháng 7 năm 2019, thì Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch số 54 ngày 15 tháng 8 năm 2019 về phòng ngừa đấu tranh tín dụng đen trong ngành ngân hàng Lai Châu, đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể chi tiết cho từng đơn vị có liên quan trong ngành ngân hàng trên địa bàn để triển khai thực hiện. Và tiếp đó thì ngày 20 tháng 11 năm 2020 thì Giám đốc chi nhánh đã ký ban hành cái công văn số 951 để chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện cái chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đen. Và kết quả thực hiện một số giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất đó là quán triệt đến 100% công chức và người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh không tham gia, đồng thời vận động người thân, gia đình, bạn bè không tham gia cái hoạt động tín dụng đen. Thứ hai đó là chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các cái công tác tuyên truyền, phổ biến các cái văn bản pháp luật về cơ chế, về chính sách tín dụng ngân hàng, các cái chương trình cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân, phối hợp với các cơ quan chức năng,
tổng hợp thông tin về phương thức cũng như thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các cái hành vi đòi nợ trái pháp luật và hậu quả của cái tín dụng đen. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh trong cái việc đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tin hướng dẫn tiếp cận gói tín dụng ưu đãi, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để kịp thời tiếp thu, giải đáp các cái kiến nghị phản ánh của người dân, của doanh nghiệp đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Toàn ngành ngân hàng trên địa bàn đã đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa các cái thủ tục vay vốn, thanh toán, mở tài khoản, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay và các dịch vụ ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen. Dạ vâng, thưa ông chí, với Lai Châu, trong quá trình triển khai phòng chống ngăn chặn nạn tín dụng đen thì ngành ngân hàng có gặp những khó khăn gì không ạ? Thì cái quá trình triển khai sản phẩm tín dụng, các cái dịch vụ ngân hàng thì vẫn gặp một số cái khó khăn như sau. Thứ nhất là một bộ phận khách hàng còn thiếu năng lực tổ chức sản xuất, thiếu cái tài sản đảm bảo, các cái nhu cầu vay vốn cấp bách thường khó chứng minh được cái mục đích sử dụng vốn cũng như khả năng trả nợ của khách hàng. Quá trình thẩm định cấp tín dụng thì gặp khó khăn do nguồn thông tin không đầy đủ, độ chính xác thì không đảm bảo. Thứ hai là về điều kiện tự nhiên của tỉnh ta thì như chúng ta đã biết là địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại thì khó khăn, dân cư thì thưa thớt, sống phân tán nên ảnh hưởng lớn đến cái công tác tuyên truyền, phổ biến các cái cơ chế chính sách và thực việc triển khai các cái sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng đến với người dân. Thứ ba là mặc dù các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực đa dạng hóa các cái sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tuy nhiên thì một số người dân vẫn cho rằng thủ tục vay vốn phức tạp hoặc là có tâm lý e ngại tiếp xúc với ngân hàng. Thứ tư là một số người dân vẫn tìm đến tín dụng đen do thói quen tiêu dùng, mục đích vay vốn không hợp pháp hoặc là không đủ điều kiện vay vốn tại các cái nguồn cung ứng vốn chính thức. Thứ năm là các cái thủ đoạn của tội phạm tín dụng đen thì ngày càng tinh vi, hoạt động ngầm, có nhiều chiêu trò lôi kéo, khai thác vào các cái điểm yếu của người dân, trong khi trình độ dân trí về tài chính của người dân trên địa bàn thì còn thấp, do thiếu hiểu biết nên dễ dàng ký vào các cái hợp đồng vay tín dụng đen với lãi suất cao. Để thực hiện hiệu quả cái việc phòng chống ngăn chặn nạn tín dụng đen trong thời gian tới thì đâu sẽ là những giải pháp trọng tâm được ngành ngân hàng triển khai thực hiện? Thì để góp phần hạn chế tín dụng đen trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai nghiêm túc, quyết liệt các cái nhiệm vụ tại quyết định số 1178 ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và kế hoạch 1371 ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các cái giải pháp đã đề ra tại kế hoạch số 514 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 1063 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm giúp người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện, an toàn và với chi phí hợp lý. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau một thời gian triển khai đưa cây maca vào trồng thử nghiệm trên địa bàn của huyện Nậm Nhùn, qua kiểm tra cho thấy cây maca vẫn phát triển tốt, nhưng để so với những cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao khác thì sự sinh trưởng và phát triển không bằng. Do vậy, trong thời gian tới thì huyện không mở rộng diện tích trồng mà sẽ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc tốt diện tích hiện có. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Được biết, cuối năm 2018, dự án trồng maca được triển khai tại huyện Nậm Nhùn do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện thực hiện tại bản Tá Ngá, xã Nậm Trà, với gần 50 hộ tham gia, tổng diện tích gần 20 ha. Sau khi tuyên truyền về lợi ích dự án mang lại, bà con trong bản đồng tình chuyển đổi các diện tích bị bỏ hoang sang trồng maca. Người dân được hỗ trợ 20 triệu đồng một ha mua cây giống, vật tư nông nghiệp, phục vụ chăm sóc. Đến nay, tỷ lệ cây giống đạt 98%, cao hơn 1 mét. Người dân đã và đang cắt cỏ, chăm sóc để cây phát triển tốt. Vâng, năm 2019 tôi trồng cũng giờ được rất là tốt, thì tôi cũng rất hăng hái.
Nhà tôi bây giờ đang phát có cho nó sạch cho nó cày cối đơn điền. Thì bây giờ thì láng nhà nước thế này thì mình cũng trồng cái này sau liên cây cho nó sau này mình muốn sau đó giảm nghèo tạo cho con cháu đi học. Huyện Nậm Nhôn có 200 hectare cây mắc ca. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hiện nay huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã có diện tích trồng cây mắc ca, tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho cây. Đặc biệt, các xã tăng cường tuyên truyền người dân quản lý tốt gia súc, không thả rông, phá cây, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây mắc ca. Trên địa bàn huyện thì cây mắc ca hiện nay là có trên 200 hectare. Trong đó là một nửa là của doanh nghiệp, một nửa là của nhân dân trồng theo cái sự hỗ trợ của tỉnh. Thế qua đánh giá thì cái cây mắc ca trên địa bàn huyện thì sinh trưởng phát triển là tương đối tốt. Thế và hiện nay thì về phía tỉnh thì trong nhiệm kỳ này thì tỉnh chủ trương là phát triển cây mắc ca theo hình thức là đại điển, thu hút các doanh nghiệp trồng phát triển cây mắc ca. Thế còn cái chính sách hỗ trợ cho người dân thì hiện nay chúng ta không còn cái chính sách hỗ trợ cho người dân. Thì chúng tôi cũng chủ trương là tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc các diện tích hiện có. Thế và những hộ nào có điều kiện thì tự mua cây giống để phát triển trên diện tích của hộ gia đình. Mặc dù hiện nay diện tích phù hợp cho trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện vẫn còn, tuy nhiên trước mắt huyện sẽ tạm dừng, không mở rộng quy mô mà tập trung chăm sóc thật tốt diện tích hiện có để mang lại hiệu quả về kinh tế cho các hộ gia đình tham gia trồng mắc ca. Trong những ngày qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tân Uyên đang trải qua những đợt rét đậm rét hại, nhiều nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ giảm sâu đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền và những người đang điều trị trong bệnh viện. Để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, ngành y tế của huyện đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đảm bảo đủ cơ sở thuốc cấp cứu, giường bệnh, sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời những trường hợp cấp cứu bất thường xảy ra. Trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, lượng bệnh nhi, người già đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện tăng cao. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 100 đến 130 bệnh nhân. Hiện tại, có hơn 300 bệnh nhân điều trị nội trú. Để chống rét cho bệnh nhân cũng như người nhà người bệnh, bệnh viện đã trang bị bổ sung đầy đủ chăn, đệm, gối cho bệnh nhân. Tôi vào đây thì ngoài được các bác sĩ chăm sóc, cung cấp các chăn, đệm ấm cho giờ ốm lên thì mình cũng đỡ. Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày rét, lãnh đạo bệnh viện phân công nhiệm vụ các khoa phòng thường xuyên kiểm tra giám sát công tác phòng chống rét cho người bệnh, đảm bảo người bệnh được cung cấp dịch vụ tốt nhất, thuận lợi nhất trong điều kiện thời tiết rét lạnh như hiện nay. Tại các phòng khám, phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng làm thủ thuật và các buồng bệnh ưu tiên đều bật điều hòa nóng, đèn sưởi, quạt sưởi. Đa số là tiếp nhận các bệnh nhân nhi mắc các bệnh về đường hô hấp, từ viêm VA, viêm amidan, có bệnh nhân nặng thì viêm phế quản, viêm phổi. Còn bên cạnh việc dùng thuốc điều trị thì chúng tôi có bố trí đầy đủ chăn, đệm ấm và một số bệnh nhân nhỏ thì bố trí thêm cả đèn sưởi cho bệnh nhân. Cũng hướng dẫn người nhà bệnh nhân là mặc ấm cho trẻ, hạn chế tắm rửa, quàng khăn ấm, đội mũ ấm. Trong những ngày rét đậm rét hại khiến cho lượng bệnh nhân là người cao tuổi vào viện tăng cao. Theo các bác sĩ, những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tăng huyết áp, tăng mỡ máu, tiểu đường làm tổn thương hệ thống mạch máu. Bệnh nhân tim mạch, sơ vữa mạch dễ gặp phải đột quỵ. Để tránh bị đột quỵ cũng như phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp, các bệnh tê cóng, hạ thân nhiệt trong thời tiết rét như hiện nay, mọi người nên giữ ấm, tránh để cơ thể lạnh đột ngột, đặc biệt giữ ấm ngực và chân. Trong thời gian rét mướt bây giờ, chủ yếu là những người già là chủ yếu là mắc bệnh về đường hô hấp là chính, với lại một số bệnh về thần kinh, với lại như là tai biến các thứ là xuất hiện rất là nhiều. Trong thời gian rét mướt là hạn chế ra đường, giữ ấm là chủ yếu, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Cùng với công tác điều trị, Trung tâm Y tế huyện cũng chủ động tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống rét đậm rét hại, phòng ngừa các bệnh thường gặp do rét đậm rét hại gây ra, đặc biệt là đối tượng người già và trẻ em, đồng thời giám sát chặt chẽ và kịp thời khống chế các dịch bệnh phát sinh do thời tiết rét đậm rét hại gây ra. Những ngày vừa qua, miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại nhất từ đầu mùa đông cho đến nay. Mặc dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí là có những điểm cao xuống tới âm 3 độ C về đêm, nhưng lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới phía Bắc luôn duy trì nghiêm công tác trực, tuần tra, nắm tình hình, kiểm soát biên giới, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì bám chốt để thực hiện nhiệm vụ kép là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ghi nhận tại một số chốt chống dịch trên địa bàn biên giới Lai Châu. Chốt phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Xì Lờ Lầu ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển. Vì thế, nhiệt độ luôn thấp hơn nhiệt độ trung bình của vùng từ 5 đến 7 độ C. Sương mù bao phủ gần như cả ngày, song các kíp trực của chốt vẫn duy trì đều đặn. Chủ động đề xuất trang bị thêm quân trang chống rét, rút ngắn thời gian mỗi ca trực đêm và dự trữ chất đốt những ngày sương mù ẩm ướt được cán bộ ở chốt đặc biệt lưu ý. Với trời rét như thế này thì chúng tôi vẫn luôn tổ chức tuần tra theo ca, có nghĩa là sáng chiều. Thì với điều kiện rét như thế này thì nó khó khăn là sương mù, tầm nhìn nó hạn hẹp. Thì chúng tôi khó để phát hiện được, với cái điều kiện rừng núi như thế này thì rất khó phát hiện được cư dân về. So với các chốt chống dịch đã được kiên cố hóa, thì ở những chốt tạm thời, bộ đội phải chủ động ứng phó với thời tiết như căng thêm bạt, che chắn gió lùa, dự trữ lương thực thực phẩm. Đặc biệt là duy trì ăn nóng, uống nóng, phòng các loại bệnh thường gặp khi trời lạnh để giữ sức khỏe cho những chuyến tuần tra thường xuyên, liên tục cả ngày lẫn đêm, từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Thì từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng người xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới đây là gia tăng. Với thời tiết khí hậu càng ngày càng lạnh thế này thì đơn vị đã có kế hoạch là tăng cường lực lượng để thường xuyên 24/24 bám sát địa bàn và kịp thời phát hiện người qua lại nhập cảnh trái phép vào khu vực địa bàn. Để duy trì trạng thái an toàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu kiên trì bám trụ từng đường biên cột mốc, kiểm soát từng đường mòn lối mở nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh biên giới, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.